Tiếp theo là bây giờ tập xong rồi thì sẽ dùng quay. Dùng thử quay nào uy này nha. Rồi nhìn sơ qua quay nào uy này, quay vô protein fabricant review thôi, coi nó như thế nào. Lúc trước là dùng isolin, nhưng mà hôm nay thì isolin lâu lâu dùng isolin, nhưng mà lâu là hôm nay thì mở thật. Coi thử cái quay tắt này nó như thế nào. Thì nhìn sơ qua nha, quay này của nào uy nha các bạn. Sơ ra, mình sơ qua thì serving size của nó là 30g. Vậy là một bình này 30g. Bao nhiêu gram protein đây? 20g protein. Carbohydrate 3g, fat 2g. Cái lệ protein của nó là sẽ là 22/30, 73% mà. Như là loại quay này. Giờ theo đánh giá nhìn trên label thôi nha bạn. Hay là bị dâu. Nhìn trên label thì cái loại này là nó không phải quá xuất sắc như là isolin và isolate này. Tức là quay này tầm trung mà 100% whey protein. Rồi và cái ghi về tức là không phải isolate. Và với 200-250ml. Cái bình này là canxi của nó là 267mg. Tương đối bạn, 267mg là được con số này, canxi là được đó. Con số này tốt hơn như chai Trufix này là. Cái chai Trufix nào qua nó thấy mạnh của nó là, thấy mạnh của nó là canxi của nó là 400mg. Cái này là bằng một gói như vậy 30g của nó là có 267mg. Vậy là cái gói quay này nó mạnh về canxi thôi mà. Canxi nó tốt ghê luôn. Canxi nó tốt thôi, tốt hơn là, canxi nó tốt hơn mấy cái loại quay isolin, isolate gì luôn. Được, được, loại này nhận là thích loại này nè. Thích loại này là có canxi. Ok, để cho nó tập phẩm nhìn không nào. Rồi, phần còn lại thì quay nó tương đối là bình thường. Nó quay tầm trung nha các bạn. Trong phòng lab được kiểm nghiệm lâm sàng, được FDA chấp nhận kiểm tra robin từ bò, từ protein từ con bò, con bò ăn cỏ luôn, chúng nó là bò ăn cỏ, vậy thì chất lượng protein này cũng là tốt. Nhưng mà là quay tập trung, tại vì đánh giá là cái hàm lượng protein trong này có 73%, 119 calo. Calo nó thấp đó, là tại vì protein nó cũng tương đối là thấp, 120, tăng carb lên 200 carb. Rồi sơ sơ lại cái bây giờ xé ra dùng luôn. Rồi mình đã chuẩn bị một cái bình nước vậy, bình nước khoảng chừng 300ml đi, 300ml các bạn. Mình sợ làm đặc quá thì chắc là đổ thêm vô luôn. Cái này bị dâu nha các bạn, bị dâu. Đó thì hiện tại mình có mấy gói á, có khoảng đâu đó mấy gói á, các bạn có thể dùng thử thì có thể là inbox cho mình nha. Dâu ít hơn liên bên đầy một tí. Bởi đẹp của hơi là 49g hay 30g. Đó, thì cái này là chính giữa sao tập các bạn, cách dùng quay là sao tập là hiệu quả nhất. Sao tập bởi vì trong sao tập thì cái cơ bắp của mình đang rất là cần protein, tại vì trong tập thì cái cơ bắp của mình đang đã bị là hơi phá hủy á, bị tổn thương, từ đó là tổn thương, đó, cần protein nhất. Cái thời điểm mà hiệu quả thứ hai sẽ là sau khi ngủ dậy. Đó. Hai thời điểm đó là quay protein sẽ phát huy tốt nhất. Rồi hay lắc rồi, rồi ra bị dâu, và chắc chắn là bị dâu rồi. Màu hồng, có màu hồng. Có bọt mà bọt à, để rót ra chứ nó này để mình coi nha. Không có quá sánh, không giống, không quá sánh đâu, trong trong là quay má thì nó vậy rồi, tại vì cái này nó đặc sánh rồi. Đấy, bọt nó cũng tương đối bọt hay bọt cũng tương đối rồi, không nhiều lắm, nó đỏ là không nhiều.
quả này không có ngọt ra, có một tí cái bột kem, tức là nó hơi béo béo kem kem. So với cái loại quay thì loại này cũng ngon, còn dâu không có quá kiểu nó có cái kem kem mình cảm giác nó bị kem kem béo béo á. Không ngọt, không ngọt các bạn, này ngọt ít lắm, không ngọt luôn, đảm bảo là ngọt. À, ngọt một nửa isolin này nè, ngọt một cái này ngọt một nửa bằng isolin, ngọt một nửa so với isolin, ngọt một nửa so với lại isolate luôn. Quay nào thực chất nó cũng ngon đó bạn, bạn hợp với loại nào thì bạn dùng thôi. Rồi, đã dùng xong. Đó là dinh dưỡng, đó là dinh dưỡng sau buổi tập. Các bạn có nhu cầu mà dùng whey 100%, whey 100% protein này của Naui, của hãng Naui nè, protein African, thì các bạn hãy liên hệ mình ở link bên dưới nha. Xin chào các bạn, bây giờ buổi trưa, chúc các bạn buổi trưa cuối tuần vui vẻ.